Cái gì chưa quá. Đây rồi, đây rồi. Quỳ mấy ngày, chào ai chưa? Chào chú Quý. Chào ai? Chào chú Quý. Mấy ngày phá đúng không? Dạ. Mấy ngày phá tanh banh ở nhà đúng không? Hát về nhảy nhót rồi. Ba gì? Nhảy này, hát này, ua. Chú Nam gọi điện mạch rồi. Giờ thế nào? Đứng đây từ từ, đứng lại là đứng đây, là đứng đây. Bỏ bỏ túi xuống đi. Bỏ túi xuống. Có gì ạ? Làm gì? Mấy ngày làm gì? Mấy ngày này làm cái gì ở nhà? Ở nhà đâu? Ở nhà đây này. Chú Nam, cô Lê gọi điện mic rồi. Mic Quý rồi. Gọi cái gì? Hả? Gọi cái gì? Gọi bảo lôi nha, phá lắm. Phá cái gì? Phá hát này, nhảy này, đứng lên cả ghế nhảy này. Con này đi làm về rồi. Hello. Chú Nam bảo, chú Nam. Ai bảo? Chú Nam với chú Hoàng bảo á? Là... Không phải, nhưng mà chú Nam gọi cho chú Quý mà, mách mà nói bảo lỗi phá, nói không nghe mà. Chú Nam bảo lên. Chú Nam bảo lên lên á? Lên này. À, lên ghế á? Là... Đấy. Chú Nam bảo lên đây mà. Chú Nam bảo lên đâu? Nam bảo lên đây. Chứ không phải từ lối nhảy lên à? Là chú Nam bảo lên. Chú Nam bảo. Không, lôi tự leo lên. Dạ. Lôi tự lên, lôi nhảy chứ chú Nam có bảo không? Rồi, cái này là phải viết bản kiểm điểm rồi. Lôi ngồi mà. Không phải ai lôi ngồi đâu. Lôi đang ngồi mà. Không. Lôi đang ngồi chú Nam bảo. Lôi ơi. À, lôi lên hát. Lôi đòi hát nhá. Chú Nam. Lôi kêu, chú Nam ơi, lôi muốn hát. Đưa tập loa lên cho lôi hát nhá. Nhưng mà chú Quý xem ở trên video ấy. Thấy. Dạ. Chú Quý ngồi đây từ từ, ngồi đây. Ủa, đi đâu? Chưa xong quá. Thôi, cho cái bánh à. Cầm cái bánh là đây ngồi này, ăn vừa nói này. Rồi, lên ghế ngồi đi. Đấy. Ngồi nhiều lắm nhưng mà tại sao lại đứng? Đây là treo lên cả bàn hát. Giờ tính thế nào? Giờ tính thế nào đây? Tối nay phạt nhá. Phạt tí nửa viết bản kiểm điểm, đứng úp mặt vào tường. Ai bảo treo lên đến ghế? Chú Nam bảo lôi mà. Không, lôi đòi hát nhá. Lôi chết không, chú Nam ơi, lôi muốn hát. Bật ra cho lôi. Bật ra cho lôi. Tí nữa chú Linh nói chuyện tiếp. Cả chú Linh nữa, chú Linh trong. Chú Linh trong nhà kìa. Rồi kêu chú Linh về Việt Nam rồi. Chú Linh về Việt Nam rồi. Bác bảo Việt Nam ơi. Lôi bảo là chú Linh về Việt Nam rồi. Không sợ. Ờ đấy. Ủa. Wow. Không mày kia đấy. Đi. Lôi bảo phơ mà. Không. Đi. Lôi bảo phơ. Cô kêu là lôi chân sợ chú Linh. Lôi bảo phơ chú Linh. Sợ. Đấy. Đấy. Ôi ôi. Đấy rồi. Mẹ lôi bảo chú Linh. Rồi. Chết rồi. Lôi bảo ông sửa anh ạ. Lôi ơi, lão đấy. Dạ. Lôi bảo sao? Lôi bảo gì? Lôi bảo sợ chú Linh. Không sợ. Lôi bảo sợ. Không sợ nha. Đâu bây giờ? Bây giờ đây nha. Sao ngồi đây? Ăn cái gì? Nhưng mà ai bảo treo lên trên bàn nhảy đấy? Hả? Đâu bây giờ đâu? Đây, bây giờ đây này. Từ từ. Đây rồi, xong rồi. Lần này nó là không tha này. Toang rồi. Thằng này lần này nó tha. Để đấy. Ai nói chú Linh về Việt Nam? Ai nói? Xóa đây. Ai bảo? Đây này. Rồi, đâu? Đang bảo không sửa, anh xóa đây. Đúng rồi, xin đây để bọn mình nhìn mọi người ta. Ai nói đi? Như mặt. Đây, như mặt này. Lão lắm. Đâu, Lôi có nói, có sửa, Lôi có nói đâu? Là đoàn bảo không sửa xóa rồi. Đoàn xóa rồi. Nói, ê. Lôi có nói không?
À, được. Thế thì được. Cầm máy này. Nhưng mà anh quay đi. Dạ. Xem nào. Nói không được rồi mọi người ạ. Không trả lời được rồi. Gì đây? Tôi đang làm gì đây? Cái này là từ quay vlog ạ. Tôi đang làm gì đây? Lớn là gì đấy? Thôi, chú ngủ cho hoa này. Thôi, chưa xong, tí nữa. Ăn xong bánh rồi đã. Ăn xong bánh tí nữa là sẽ tới công chuyện nhá, ông cháu. Nghe chưa ông cháu? Nghe chưa? Quay lại đây. Mà có phải chú Nam bay cho lôi không? Chú Nam bay cho lôi lên ghế được không? Ai bay? Đấy. Quay video rồi. Rồi. Đây, tao quay video luôn. Idol này cải kinh lắm. Rồi, nào đây. Rồi, đứng một trong này. Đó, quay video nhá. Đấy, có video này, đấy. Đấy, giờ mà chú Quý mà thấy video là thôi chết nha. Không có à. Không có, để chú Nam mở đứng đây. Là đây. Đấy. Đấy. Không đấy, qua đây. Đi đấy. Nhanh lên. Tí là đấy. Khôn phết. Bảo lại đứng đây bảo lôi đi đái. Chạy đi đái mọi người ạ. Ông cháu này Tỉnh lắm. Ừ, chú Quý hỏi này. Mày đang có chú Quý à? Ừ. Để đây. Quý cái gì? Nào, đừng quay mặt vào đây nói nào. Ai bảo đứng lên trên bàn nhảy? Này. Thế, bảo cái nào? Đấy, ai bảo không? Đây. Đấy. Đấy, tự nhảy luôn. Đây, thế, tự nhảy này. Tự nhảy, không ai bảo nhá. Đây mà, này từ nhảy. Đây, không, lại đây, ngồi đây. Đây, ai bảo đây, đang nhảy đây. Thế nào, lên. Lôi tự lên nhá, đây là nhảy có kể, đây là lại bấm, đấy. Đây. Chết rồi. Đang ngồi này. Tự bật nhà hát luôn. Đấy, tự đứng lên này, đấy không? Ai bảo đâu? Hả? Ai bảo? Này, tí nữa, chú Quý quay lại camera. Không ăn nữa, từ ăn hết rồi, còn có gì đâu mà ăn. Bọc cái khác đi. Đấy. Đấy. Wow. Đấy, Quý nhảy này, nhảy có kệ này, đấy. Đây này, từ nhảy đây này, đấy. Bằng chứng đây này. Đấy không? Ai nói? Cây pha ra. Đấy, có một mình một sân khấu luôn. Phạt này thì không ai cứu được đâu. Cần lên thì vớt mà. Không cần, để chú Nam vớt. Lôi không cần vớt. Đây, chú Nam vớt. Để chú Nam vớt, đưa chú Nam vớt. Lôi không cần phải đi vớt. Phải lên. Xong rồi, coi đi. Ai nhảy. Chết thì còn. Rồi, đi vớt rác này. Đấy. Còn. Lại đây, chưa đi được. Này, ngồi đây. Ngồi lên ghế. Chú quay lôi thì quay lại để phạt. Lại đây ngồi nhanh. Phạt gì? Trèo lên ghế ngồi. Không phải lôi. Ngồi đàng hoàng vào. Xong rồi. Không phải lôi. Chú Quý mà nóng là mệt đấy nhá.